thương nhau cao bộ làm đôi miên, một là trầu xanh thầm nở. Anh 10 độ hả? Anh 10 độ. À, cái gì? Đám giỗ hả? Ủa ba anh còn sống mà đám giỗ gì cha nội? À, cái đó là ba của ba anh, là ông nội của anh. Mấy nhỏ kia ông cóc. Rồi biết chi ông ngày nào? Để tôi đặt vé xe đò đến cho nó thì tiện. Rồi, 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 yên tâm đi, có liền luôn. Ê, ừ? Nhà ông 10 độ hả? Ừ. Kế nhà cái bà ba bánh bánh bẹo phải không? Ừ. Sát bên này đặt xe gì? Thì mình phải nói dốc chứ. À, sao không chịu đặt con giấy máy bay đi luôn đi? Nó nổi ớn. Mỗi độ thu về tan bụi chợ, em còn hoài vọng bóng người thương. Hoa thu rụng rơi dài bên bờ sông lạnh. Ủa? Trời ơi! Chú ba, chú ba! Con chậm, con hết bệnh chưa mà con đổ nguyên cái thúng trái cây gì vậy nè? Con hết bệnh chưa? Con đỡ rồi. Ừ. Chú ba đâu ạ? Ờ, chú tèn tèn đi kiếm cà phê uống. Ủa trái cây này ăn cắp vườn ai mà quá trời nè. Trời đất ơi, nói gì vậy? Nói mày mẹ giữa lộ ta cười con chết. Chứ đâu cả thúng vậy? Trong vườn nhà con á, nó chín ươm ươm rồi, cái con hái đem ra chợ kiếm chút đỉnh. À, tính vẽ cho vườn nhà rồi bán ra chợ kiếm chút đỉnh ha. Dạ, chú ba coi mua một con ơi. Ờ, chú chín bó này về bán nhiêu nãy, rồi cam này về bán nhiêu chục, rồi chum chum này về bán sao? Dạ, chuối này là ngon rồi nha. À, là chín tới à. Ừ. Chuối này con lấy 40, rồi cam 25, chôm chôm lấy 18 à. Bây giờ chuối chú trả 45 con bán không? Chú ba mới nói gì? Ủa chú ba mới hỏi gì? Trời ơi, chuối này con bán 40, tự nhiên chú ba trả 45. Ồ vậy hả? Coi như lúc đó cái tâm ta không có ở đây đi. Mà thôi kệ, con mới hết bệnh mà. Bây giờ chú ba mạo hết cái thúng con bán không? Thôi. Giỡn hoài, mạo cái thúng gì? Giỡn gì mà giỡn, chú ba nói thiệt á. Thấy con buôn bán ngược xuôi, chú ba thấy vậy không vui trong lòng. Thấy con buôn bán tạo trần, chú ba thấy vậy trong lòng không vui. À, chú ba mở hết giùm con. Mà chẳng những ở nhà còn chuối chín bói không? Ở vườn nhà mình á. Còn đâu cỡ hai thúng giống vậy. Còn hai thúng giống vậy, với này là ba thúng. Bây giờ chú ba mở hết trơn ba thúng này thì con lấy tính chú ba nhiêu tiền? Mở hết ba thúng luôn. Ừ. Không có rẻ à. Thì nói đi. Mở hết luôn là 500 á. Mở hết luôn khoảng 500, bây giờ chú ba trả con 550 luôn. Gì 550? Ừ. Nay chú ba ăn trái cây trừ cơm hay gì á? Không phải. Nhà của bác 10 độ có đám giỗ, ông nhờ cái miệng chú ba đi kiếm trái cây giùm mua. Đó bây giờ á, chú ba nè đưa cho con chú 550. Đó giờ chiều á con đem thúng trái cây này với hai thúng ở nhà đó, đem hết giao cho ổng. Rồi lấy hết số tiền còn lại, nói chú ba đời nói như vậy đó. Là chiều đem thúng này, hai thúng nữa. À. Qua nhà. Bác 10 độ. Bác 10 độ. À. Rồi lấy hết tiền. Lấy hết tiền là 400 còn lại. Trời đất ơi, nay giữa lộ gặp cách sợm chợ. Rồi. Giờ rồi. Con về con soạn liền. Rồi. Về soạn liền. À, chiều cái đem qua bển ha. Rồi. Chúc con đội về nhà mát hơn cổ nha. Rồi, con cảm ơn nha. Ờ, đi con. Cảm ơn chú ba ha. Ừ, không có gì. Ủa tía, con để đâu mất rồi? Dạ, thì hồi đó giờ vẫn để trong tủ mà tía. Sao tía kiếm hoài không thấy? Thì hồi hổm á, con lo con nhọn cái tủ, rồi chắc con quên bỏ vô lại. Thôi để lát con vô con cất cho tía. Mà tự dưng bữa nay tía nhắc vụ bức tranh chi vậy? Tự dưng nhớ nó nổi chơi, lâu lâu rờ ngắm cho đỡ buồn. Thôi vậy, để mai mốt gì con lấy con treo lên lại cho tía ha. Nghĩ cũng ngộ, tranh để treo, để ngắm, nhà mình lại lấy cất bỏ vô tủ. Tía.
Mai mốt con đem treo cho tía mà. Nói vậy thôi, chứ tranh đem treo lên tía cũng đâu có thấy được. Thôi mà tía. Mà cũng không sao đâu con. Hồi xưa trong thời chiến giữ được tính mạng cũng là mừng rồi. Nghĩ cũng may, tai nạn xảy ra mọi người đều mất, nhưng mà tía chỉ mất có con mắt thôi. Chị là may mắn hơn mọi người khác. Nhiều lúc tía nghĩ xa chết còn hơn sống lấy lần làm khổ cho con. Tía, tía, tía nói gì vậy tía? Tía đừng có nói vậy tía. Con đâu có khổ gì đâu, tía thấy không? Con không có khổ cái gì hết á. Đời con có tía là vui rồi tía. Tía, xin lỗi con. Tía đừng nói tía. Xin lỗi con gái của tía. Tao mới nghe ông Mười Độ ổng nói ba vụ trái cây á, mày chơi kiểu đó ác nha ba đời. Ngài cũng biết rồi, ông Mười Độ ổng già quá trời mà bao nhiêu đó thấm thía vậy. Với lại á, em thấy á, con Chậm nó mới hết bệnh mà nó đội nguyên thúng trái cây như cái núi vậy nè. Em cho ổng lá lành đùm lá rách lần. Bữa hôm qua đám giỗ cái ông nói à, để à, ta hồi cái tiền đặt cọc cho chú mày luôn. Em nói thôi, cái tiền đó coi như là tiền đi đám giỗ ba anh đi. Ông kể tao nghe ông cười khà khà dạ. Chứ không có giận hờn gì mày hết á. Mà tao công nhận mày nghe ba đời dạ. Mày nói dốc sao mà cả xóm mày ai cũng tin mày chứ vậy. Nhưng mà anh hai nói thằng ba nghe dạ. Nói dốc đâu nói. Nhớ chừa nhà anh ra nghe. Tội nghiệp tao, thấy không? Ta thường nói dốc chính phương, trượng phương lấy chồng. Mày coi như nhà tao mày chừa ra giùm ha. Anh hai nói vậy chứ em cũng nói dốc đâu, nói thiệt không à. Thiệt hay dốc gì á, thì mày cũng làm ơn làm phước mày chừa gia đình tao ra giùm, thấy không? Coi như mày đừng dòm ngó tới, mày đừng quan tâm với gia đình tao nữa. Dạ, em biết rồi dạ. Ừ. Hey. Trời đất ơi, tự nhiên đang nói chuyện thở ra. Có âm mưu gì không mày? Dạ không. Anh hai giận rồi đâu có dám nó dốc nhà anh hai đâu. À. Đang nói chuyện vui vẻ thực như sực nhớ đó con heo hơn cả tạ nó bị bỏ ăn mấy hôm nay gầu con thúi ruột rồi nè. Trời đất ơi, tụi mày có nói chưa kêu thú y tài lên tao chết không? Đâu có dám kêu chết anh, nếu lỡ nó chết rồi là thịt nó bỏ luôn đâu có dám ăn. Trời đất ơi, mày không chết á thì mày cũng phải tìm cách mày cứu nó chứ. Để nó chết rồi bán thịt ai dám mua? Thì bởi vậy em tìm hết đêm nay, nếu nó không qua khỏi là mai kêu chạch kéo liền. Nào mà vớt lại cám với hèm chứ dễ bỏ đó. Nhớ nghe. Dạ. Có lỡ chết là bỏ đó, không có bán cho tăng nha. Rồi em biết rồi. Đủ chết đó. Dạ. Em Hồng. Ủa, anh ba gọi ai em Hồng vậy? Tại Hồng á hả? Trời ơi, tự nhiên bữa nay gọi em Hồng nữa. Em vừa nhớ gọi cô Hồng mà. Cô Hồng hả? Trời ơi, cái từ đó Viện Bảo tàng ta tịch thu rồi. Nó từ cô Hồng nó mai một hết rồi, nó tuyệt chủng rồi. Bây giờ nó kêu em Hồng cho nó ngọt ngào, không ai kêu cô hết trơn á. Em Hồng đi đâu mà có mình ên vậy? Đi chợ. Sao em Hồng không đi xe ôm mà đi có mình ên tới tội nghiệp quá vậy? Mà anh có xe này em lên em ôm đi. Anh chở cho em Hồng đi. Ngồi đâu? Ờ ha. Anh chở qua nhà ông Tư Diệp. Với lại cũng không có nón bảo hiểm nữa, sao đi? Thôi, ở trong đường quê nón lá được rồi. Không được nha, quê thành thị gì cũng phải đội nón bảo hiểm đàng hoàng chứ công an phạt chết à. Đẹp mà khó tính quá à. Vậy thôi khó quá em Hồng đi chợ đi. À mà nè, hả? Tức ghê đó, hồi xưa mà tôi hốt nhường cho mấy cha xứ này nha. Là hai đứa mình có duyên nhau rồi hốt vào cố chừng có nguyên bài con. Mà cứ đi, dốc của tật nó dốc hoài quá. Anh nói thiệt, anh không hề nói dốc luôn á, hồi xưa anh thương Hồng mà. Thiệt không? Thiệt. Giờ còn thương không? Trời ơi, còn hoài luôn, thương là tôi chết thôi. Nói nữa đi. À, nói nữa hả? Đó giờ không có ai nói câu này á, giờ muốn nghe anh nói nữa. Thiệt mà, bây giờ cũng còn thương luôn. Làm gì hả? Anh có thể nào ghi anh cái câu này vô đây được không? Chứ vậy đó là cái gì tối ngủ được mà bắt lên nghe anh ba nói là dễ ngủ phải không? Nói chung là em ghi âm xong cái em gửi chị ba nghe. Trời má ơi, chị ba tôi nói được mà. Đúng là cái tật nó dốc cũng không bỏ nè. Tía ơi, tía ơi,
cái gì vậy Tám? Chú Ba Đời á tía. Ba Đời sao? Con heo chú Ba Đời chết ngắt rồi tía. Con heo chết mà mày làm tao tưởng đâu Ba Đời chết không à? Chết hồi nào? Dạ nó mới chết luôn á tía. Mà mày thấy không? Dạ con không có thấy, mà chú Ba kêu con về đây gặp tía, kêu tía qua. Để tao qua tao coi coi, đứa chết thiệt. Chia thịt gì chiều kho ăn. Dạ. Ba Đời ơi. Dạ anh Hai với ba. Dạ mà anh Hai ngồi, trong anh Hai mút con mắt luôn. Làm heo xong hết rồi phải không? Để tao 3 kg thịt đùi trước nha. Chia lúa hay lấy tiền mặt vậy? Dạ đâu có heo quế gì đâu mà tiền mặt hay lúa mùa anh Hai. Trời đất ơi. Ủa sao mà nói heo mà chết? Ai biểu tại lúc này mà anh Hai qua nhà khó quá làm chi? Em có ông Lý từ Sóc Trăng qua đem qua cho ít bánh bía. Mà anh Hai qua nhà ăn bánh bía với uống một ly trà đọt cho nó thanh giọng. Thì ăn bánh bía thì mày mời đại ăn bánh bía đi, mày nói heo mày chết. Mày nuôi heo mà mày nói cái kiểu đó, tao nói mày bữa nào nó chết thiệt á. Tại anh Hai không để ý chứ em có nuôi con heo đâu mà sợ trù với ẻo, xui với xẻo đâu có sợ. Thằng này nó nói dốc lít cửa nổi tiếng. Ủa sao ai cũng tin nó hết vậy trời? Bệnh già cái đầu gì mà cũng nghe lời nó nữa. Nhưng mà em nói dốc không có hại ai nữa, nay không có ngại. Mà anh Hai uống trà. Mày có coi chuyện cậu bé Chanh Cừu chưa? Không biết là chuyện hồi nhỏ lận. Mày nói dốc riết mày giống y vậy đó. Em đâu có giống cậu bé đó đâu. Em nói dốc là có ích cho đời. Cái nào có ích cho đời đâu. Nè em kể câu chuyện này anh Hai coi có ích không nha. Thôi để tôi rót cho. Đây để tôi rót cho. Vậy chú rót giùm tôi nghe. Dạ. Bữa nay con chậm nó chưa có ghé, chắc còn lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Anh em mình á, hàng xóm láng giềng mấy chục năm nay rồi. Anh đừng có bận tâm mấy cái chuyện này làm chi. Em gót nước có gì đâu mà. À, tôi già rồi, không còn biết uống trà với chú được bao lâu nữa. Anh Tư nè, bữa nay thằng em qua đây nhắc nhở anh một chuyện nha. Mình lớn tuổi rồi, mình sống cho lạc quan lên. Đừng có sống bi quan như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Mấy hôm nay trong người sao mà nói ra cái chuyện gì đâu không vậy? Cũng khỏe, chỉ có con mắt trợ trời thì nó nhức. Hôm nay á, em qua đây thăm anh uống trà. Trước thăm sau đó là có ít quà cho anh nè. Chú cứu tế tôi nữa hả? À, anh nói chi chữ cứu tế nghe sao nó hòm tướng quá anh. Đừng có nói như vậy. Đây á có công của Hai Lúa trong này nữa đó nha anh Tư. Từ khi bị mù, chú chạy qua chạy lại giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc thì cái này, lúc thì cái nọ. Ơn của chú với chú Hai tôi ghi nhớ lắm. Mới nhắc anh quên nữa rồi. Đừng có để mình cảm động nhiều quá nha. Uống nước đi anh, uống nước đi. À. Dạ. Chú chào tôi chút xíu nha. Dạ. Cần tôi vào đi không? Trời ơi, ông không thấy đường gì mà trong nhà cậu không đi y như Messi đi trong khu 16m50 à. Ớn thiệt. Trời đất quỷ thần ơi, đừng có nói đem cho anh chút đỉnh quà rồi cái trao công đức nha, kỳ lắm à. Đây. Đây. Tôi tặng chút. Trời ơi, nói chơi có thiệt hả? Em không có lấy bằng công đức gì đâu, này là đồ chút đỉnh hả? Tranh này tôi rất quý. Em coi đi. Chậm về đó hả con? Chú Ba mới qua thăm tía. Dạ, chú Ba mới qua chơi. Thôi tía mới về. Rớt cái gì mà rộn ràng vậy? Dạ con giúp bậc thiệp, con làm gớt cái gỗ. Có sao không? Có bị té không? Dạ con không sao, con không sao. Sao
chú thấy bức tranh có đẹp không? Có thích không? À dạ, dạ đẹp. Dạ thích, tranh tranh quý. Dạ. Ủa? Chào nó con. Sao nó tới mệt qua đây chi vậy? Dạ. Hồi sáng á, con tính thưa chuyện vụ bức tranh, mà bị gì ở nhà con không có tiện, nên giờ con qua đây con nói chuyện với chú ba nè. À vậy hả? Chú ba cũng nói thiệt với con luôn. Từ khi từ nhà con về tới bây giờ, chú ba cứ lẫn quẩn lẫn quẩn suy nghĩ cái vụ bức tranh màu trắng đó với ánh mắt của con không luôn đó. Con cảm ơn chú ba đã không nói sự thiệt cho tía con hay. À, tính ra chú ba cũng lỗi đời ha. Chú ba nhìn thấy ánh mắt của con á, chú ba nghi là có cái gì trong trọng á. Thiệt ra là từ hồi mà má... Con đừng có khóc. Chú ba nói như vậy nè, trong ánh mắt của chú ba đó là con không có lỗi gì hết. Thì chú ba nghĩ chắc ổng cũng không buồn giận gì con đâu. Thôi con đừng có suy nghĩ gì cho nó nặng lòng nha. Bỏ qua liền. Nghe không? Dạ. Ờ, nhưng mà cái chuyện bức tranh á, chú ba định bụng sao? Hay là con... Không nha. Con có biết rằng đối với chú ba bây giờ, cái bức tranh đó đó là vô giá nha con. Bởi vì trong bức tranh đó nó hiện lên tấm lòng của một người con hiếu thảo với cha, với mẹ. Đó, anh hai thấy chưa? Nhờ em nói dốc á, mà anh Tư Diệp á, ổng không có tuổi thân, mà con gái ổng cũng không ái nái. Anh thấy em nói dốc có ít không? Thì cũng tùy theo chuyện nói dốc. Còn mày á, mỗi cái gì mày tao thấy mày cũng dốc cũng được hết. Hay thiệt chứ. Thiệt, công nhận chú ba, ổng nói dốc mà y như thiệt vậy chú hai. Trời ơi, tao biết nó nói dốc đó, nhưng mà có nhầm lúc cũng tin nữa nha. Nó nói như thiệt mà. Nhưng mà từ đây sắp tới á, mày đừng có tin. Nói dốc làm sao mà có căn có kệ. Gì đây? Đây, thấy không? Mới nhắc là có liền. Chú ba hả? Nói cho ai nữa. Tôi nghe chú ba ơi. Dạ, anh hai đang ở đâu á? Anh đang uống cà phê. Rảnh qua đây uống cà phê chơi. Dạ thôi, bữa nay em kẹt rồi. Bữa khác nha. Có chuyện gì không? Dạ, tính mời anh trưa mai qua nhà em uống ly rượu. Ủa, có chuyện gì hả? Ngày mai đám giỗ ông nội Đạt, kỵ công già em. À, đám giỗ hả? Rồi, giữa mai tao qua. Rồi, cảm ơn anh. Ủa, chú ba rủ chú hai đi đâu vậy? Nó mời đám giỗ. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Ra lấy trái cây nè. Ủa, trái cây gì cả? Chú phải chú ba đời không? Dạ con ba đời. Trời ơi mừng quá trời. Từ sáng giờ tôi kiếm nhà chú chết luôn vậy á. Thì chú cho người đi ra lấy trái cây giùm tôi đi nha. Ủa, trái cây gì cô? Thì nói là ngày mai nhà chú đám giỗ, rồi đặt tôi 30 kg. Cái chừng cô có lộn chứ đâu có đặt trái cây gì đâu. Trời ơi chú đừng có giỡn nha. Ngày hôm qua có người đi lại đặt cọc tôi 200.000 rồi. Ở đâu vậy trời? Trời chú, cái gì? Dạ em nghe anh hai. Sao nhận được trái cây chưa? Quỷ thần, đừng nói anh hai nha. Trời đất ơi trời, quất cứu quá ể anh. Đám giỗ gì mà tới 30 kg trái cây. Sao rồi dứt nổi. Chia ra cúng nè, rồi đợi khách nè, rồi ăn nè, rồi chừng nào không hết nữa thì mấy người ta đi đám giỗ đó vô cho người bọc 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 con sách về quà cáp rồi mày. Tiền cộng tao trả rồi đó nha. Coi như trừ vô tiền mai tao đi đám đó. Còn tiền trái cây đó mày trả đi nha. Như vậy là cuối cùng là trả tiền thiệt ha anh. Trời đất ơi, thì đám giỗ nhà mày này mày phải trả chứ. Thôi vậy thôi nha. Chúc nhà ăn trái cây vui vẻ nha. Thôi còn 800.000 chú gửi tôi luôn đi, tôi về công chuyện gấp lắm. Mai mốt ai đặt chính chủ cô giao chứ cô giao cái này chất quốc à. Trời
trời, chú nói vậy sao được, buôn bán mà có người lại đặt cọc là dặn đem đi giao thì mừng lấy mồ. Rồi cảm ơn nha, tôi về. Ủa, vậy hả Tấm Tàn? Dạ. Dạ thưa má, con mới về. Đi khám bệnh bác sĩ nói sao con? Dạ con khỏe mạnh bình thường, kết quả không có gì hết á má. Vậy hả? Dạ. Khỏe ru hả? Dạ. Vậy mừng quá rồi. Để coi à, má đi chợ kiếm cái gì đó ngon ngon về nấu ăn mừng ha. Ủa, sao nói ăn mừng mà cái mặt mày như cái mâm vậy? Đây, cả nhà ăn cơm nè. Dạ. Chà, bữa nay có chuyện gì mà làm đồ ăn nhiều quá vậy? Bữa nay thằng Tấm Tàn nó đi khám sức khỏe định kỳ nè, mạnh ù à. Tôi vui cho nên nấu đãi cả nhà nhiều nhiều chút. Ủa sao bữa hổm cả nhà mình đi khám bệnh về cũng đâu có ai có bệnh gì đâu mà đâu thấy bà đãi gì đâu? Ông, vậy là bà muốn ở nhà này bệnh hết thì mình Tấm Tàn khỏe thôi chứ gì? Ông này, vì là tại vì hôm bữa đó là thằng Tấm Tàn nè nó bận công chuyện, nó không có đi khám chung được. Bữa đó mình ăn mừng thì sớm quá, thì đợi nay nó đi khám xong nè tôi nấu cả nhà ăn luôn. Dạ hôm nay má nấu ăn ăn mừng á, trời ơi đồ ăn nó thiệt tình chứ ăn bình thường má ơi, có gì lạ chưa luôn. Mày vô duyên vừa thôi con, nói cháo vịt cho con đúng không? Thì ít ra phải vậy chứ. Tối ngày ăn cháo vịt hoài, bởi vậy mấy con vịt á nó thấy mày lo chạy mất tiêu rồi. Mày cò đừng ăn vịt, ăn vịt chứ vợ mặt mày y như con vịt. À mà tí má, hồi nãy con có mời Long Xì Ke qua nhà mình ăn cơm chung á. Trời đất ơi, hết thằng mời sao mời Xì Ke ma tí ra đây chứ con. Không phải, tại nó ốm quá, bởi vậy cho nên tụi con đặt cái là Xì Ke. Chứ thằng Long á, tí thằng Long mà ở xóm mình đó. Vậy đó hả? Dạ. Tao sợ Xì Ke ma tí lắm nha. Phải đó, hồi nãy má cũng tính kêu tụi bay qua kêu thằng Long một tiếng. Dạ. Qua nó ăn cho vui. Còn sao nhú nó tham công tiếc việc quá, cứ ở trên Sài Gòn. Chứ không giờ này cả nhà mình có mặt đông đủ hết rồi. Thì con nó ham làm, chứ đâu phải nó lo đi chơi đâu, bà than thân trách phận gì nữa. Thôi ăn đi. Dạ mời tí má ăn cơm. Ủa Long kìa. Ủa Long. Dạ con chào cả nhà. Tới ngồi ăn cơm luôn con. Ngồi, lấy cái ghế con. Dạ con chào hai bác. Ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đây đi. Ăn đi, ăn cơm đi, hôm nay má tao làm đồ ăn ăn mừng á, đồ ăn phong phú ghê hen. Nhìn ngon quá bác. Ừ, ăn đi con. Nè, chén nè. Tôi cảm ơn. Ủa cái ghế nào ta, quên lấy cái ghế nữa. Mày lê quay mày ra đây chứ tới tối quá à Tám à. Nhà sắp còn dân chậm không. Rồi, ăn đi con. Dạ, ăn đi. Con mời cả nhà ăn cơm. Dạ, ăn. Con mời cả nhà ăn cơm. Tự nhiên nghe con. Wow, hôm nay heo chê cám, heo chỉ ăn rau thôi hả? Trời em ơi. Ủa mày sao vậy Tám? Dạ, con đang giảm cân đó tí. À, con nhớ rồi, nó nói là nó đang giảm cân để nó đi thi người mẫu gì đó. Trời đất ơi, tướng nó mà lết lên sân khấu người mẫu quá chắc là trốn quá, tao không dám nhìn ai quá. Dạ, mỗi khi con mới giảm cân là tiếu. Ủa, vậy Long Xì Ke nói thiệt hả Tám? Trời, chứ tôi có giờ tôi giỡn đâu. Hôm bữa nó lên trận nó đăng ký thi cái người mẫu gì đó. Mà nó vừa vô cái người ta thấy cái tướng nó như cái nồi thịt kho trứng vậy. Nó gớt cái bịch ở dòng ghế xe rồi. Tám nó đi thi, bộ mày đi thi, sao mày biết rành quá vậy? Thì nó kể cho tôi nghe, giờ tôi kể lại đó. Thằng gì chuyện ớn. Mày á, lo học anh bãi cò mày kìa. Đó làm ruộng làm vườn đi, đừng có mơ mộng ảo quyền nữa con, phải không? Tao nhìn tướng tao biết mà, tao đẻ mày ra mà, tao nuôi mày tao biết mà, trời ơi, gà tao nuôi tao biết chứ. Trời ơi, em
mệt quá. Mệt quá. Mệt quá. Ê, à! Trời đất ơi. Làm gì vậy? Làm gì mà chưa chờ chứ chật không dạng ngủ gai đứng vậy. Nè, nhìn bộ đồ đi rồi nói chuyện nha. Đồ sao? Nó đang tập thể dục mà. Trời, tưởng bộ đồ bơi không á. Đồ bơi dưới đây bị khùng hả? Đúng là càng ngày càng ăn nói gì mà vô duyên à. Người ta nói á, chưa ra đường mà gặp trai là xui nguyên ngày. Quả là không sai mà. Không có ai mà nói ra đường gặp trai là xui hết á. Vậy chắc câu gì? Gặp tôi là ông hên nha. Thì sao hên? Không chừng á, gặp tôi xong á, lát nữa ông về, ông ăn xong, ông mập lên thêm được 2kg đó. Trời đất ơi, vô duyên. Ăn mắm ăn muối hả? À? Người ta đang cần giảm cân mà chù cho lên được 2kg. Chuyến này mình phải lên chiến cho bằng được. Dư. Trời đất ơi, bữa nay tính tái diễn cái màn uống sữa nữa hả? Hồi trước á, ăn hết nguyên đám ổi của chị Sáu không sợ thì sao vậy? Kệ tao mày, tắm mỹ chữa đi. Không được rồi. Rồi tắm. Dạ. Giảm ký thiệt ha. Dạ đúng rồi. Mày bớt mơ mộng ảo quyền lại giùm tao ấy. Tao thấy mừng ruộng, sống vẫn khỏe. Có cần gì là hành ngôi sao này ngôi sao nọ. Hành sâu sao chổi vậy? Mệt anh quá à. Lâu hết bí sữa đi kìa. Ê, sữa ngon quá. Rồi bánh mì mà chấm sữa. Chấm miếng đi, ngon lắm. Chấm, ăn ngon. Ờ mà thôi đi, không chấm đâu. Ăn không được rồi. Ngon lắm, chấm đi. Thôi không ăn đâu. Ngon, chấm đi, cho thêm hộp sữa uống nữa nè. Nó nói là không mà mệt quá à. Ham muốn sữa thì giữ vô ha. Rồi từ bảy cò tiến quá thành bảy heo luôn cho coi. Chừng nào thành heo đi tính. Chứ ở đây tao thấy có ngôi sao heo rồi. Anh ngộ quá. Trời, cố gắng lên. Tất cả vì tương lai sự nghiệp. Cần thử coi. Hình như cái cơ địa của mình nó khó xuống tí lắm hay sao á tơi. Dạ. Trời ơi, thiệt tình chứ mỗi lần mà tí thấy con giảm cân giảm ký sao tao mệt quá trời đi tám. Chi mà cho nó cực nó khổ vậy con. Mai đó mà còn ăn kiêng ăn cử kiểu này đó là chết chứ té nghe không? Dạ. Dẹp ba cái vụ người mẫu diễn viên gì đi. Làm ruộng như em đẩy mày nè. Cho tao yên tao bình dụng cái. Ủa Tiết, Tiết về rồi hả Tiết? Nhà có hai thằng con. Thằng thì ăn kiêng ăn cử. Thằng thì đòi ăn hết món này tới món kia. Ăn muốn tàn gia bại sản mà ốm nhách như là con ma vậy. Thiệt tình nhá. Tao nói rồi đó nha. Hai đứa mày mà là không làm phiền tao nữa à. Để cho tao yên tao bình dụng cái. Tao già rồi, quấy rối hoài, khổ trăm chiều. Tự nhiên ra hổ cái chuỗi nhỏ tới tóc luôn trời. Tại ảnh trơn á. Gì tại tao? Một năm có 365 ngày. Bộ hết lúc muốn lên ký rồi hay sao? Đòi lên như lúc này, để cho tía la tôi quá trời vậy. Mày ngộ nha, lúc nào mà tao không muốn lên ký. Mày á, nào giờ nào cũng đòi xuống ký, xuống, có xuống được đâu. Lần này cũng đòi xuống nữa. Ê Thám, mày muốn lên TV, mày làm người mẫu này kia, giết thành bệnh luôn hả ta? Cái chuyện đó của người ta, anh hỏi anh chị. Thì tình. Tại anh đây nè, cho nên tía mới la tôi đó, giờ đủ thừa nữa. Tại mày. Tại anh đó thì có. Tại mày. Tại anh. Tại mày á. Tại anh. Tại mày. Thôi bớt đi. Ai thằng Cam không lên giùm tao cái. Đố cái chuyện cho đợi chắc nha. Ủa? Hả? Ăn cơm gì mà kỳ gì, không có đồ ăn là sao nước tương không với tô cơm chế ớt không? Trời, quên quá. Ông tới thì quên lấy đồ ăn, có đồ ăn không? Đặc sản. Trời ơi, con cá nhìn ngon quá vậy. Đặc sản miền sông nước đó nha. Ăn cơm chưa, ăn chung cho vui.
Ờ thôi ăn đi, tôi đang giảm cân mà. Ăn đi. Tôi ăn nha. Ờ ăn đi. Ngon quá. Một muỗng nữa. Hủi ít thôi. Hủi nhiều quá chiều nó bay mùi không có để ăn. Ủa ông đang làm gì vậy? Ăn cơm với cá. Ăn gì kỳ vậy trời, tự nhiên sao hủi không vậy? Trời, có đâu kỳ. Tại sao nhà tôi nghèo, tôi đâu có tiền tôi mua thịt này nọ cao lương mỹ vị ăn đâu. Với lại nè, ăn cái kiểu này á nha, giờ mình hủi thôi. Ừ. Mình để dành đến chiều, mình có một bữa nữa. Ăn kiểu này nè, giúp mình giảm cân mà tốt cho sức khỏe nữa. Ê, cái cách này giảm cân được phải không? Được, tất nhiên là được, được chứ. Đó, trời ơi, tôi phải về á, tôi áp dụng cái cách này liền mới được tôi giảm cân. Khó ăn lắm mà. Được, tôi làm được mà, trời ơi, vì tương lai sức khỏe của tôi làm được hết á. Vậy hả? Vậy về bắt chước theo tôi ăn đi. Bảo đảm một tháng tụt ký luôn. Trời ơi, cảm ơn nhiều nghe Long, nghe nhờ gặp ông á. Thôi tôi về về ghé, ông ăn cơm đi. Cái thằng dễ dụ dễ sợ luôn á. Miền Tây thiếu gì cá, mà con cá ngon gần chết không lẽ tôi lụm cái tôi hủi ba. Mà cái gì mà như chết rồi. Tam Tàng. Dạ, tía má. Sao con giấu tía má vậy? Dạ, con đâu có giấu tía má chuyện gì đâu. Ừ, vô đây. Má gom đồ giặt. Má thấy cái này nè. Dạ, con xin lỗi tía má. Tại vì khi mà nhận kết quả xét nghiệm rồi á, bác sĩ có dặn con là ăn ít lại để cho đừng có dư chất. Chỉ cần giảm cân một thời gian thôi, rồi số ký con ổn định á, thì con sẽ ăn uống điều độ lại. Tía má với anh Bảy đừng có lo cho con nha. Con biết nghĩ tới gia đình, nghĩ tới tía má vậy cũng tốt. Nhưng mà bệnh á, cũng phải nói cho tía má biết. Đừng tía má còn lo nữa chứ, đâu làm thính vậy được. Còn ba nữa, cô nấu nướng ba cái món thanh đạm bớt dầu mỡ lại cho nhỏ nó ăn. Nói hoài không có khác lỗ tai để đâu. Wow, có bộ tía cũng có kiến thức dữ hen. Ý mình nói tao à, nhà quê ngu dốt, không biết ăn cái nào mập ăn nào ốm hay gì. Dạ không có. Tội nghiệp con của má quá. Đó, con xin lỗi tía má. Bệnh mà cũng giấu nữa. Có cái gì ở đâu thì gan nhiễm mỡ làm chết tới nơi vậy. Chịu khó ăn kiêng ba cái dầu mỡ lại, rồi tập thể dục thì từ từ nó hết thôi. Người ta ăn chay kìa, gan người ta cũng nhiễm mỡ vậy. Ủa nhiễm dầu vậy. Trời ơi, sao nhà này gì cũng nặng hết vậy. Cố lên mới được, phải cố lên. Trời, động trời nha, hôm nay dọn dẹp luôn. Dọn dẹp mấy con khỉ á. Bây giờ em ăn uống nhiều vậy nè, là phải tập tành cho nó tiêu calo anh biết không. Đó. Mà nghĩ chán thiệt luôn á. Bởi bây giờ mà có trên thành phố nha, là ra phòng gym nè ha, rồi á có nhạc nè, rồi không khí thoáng mát rộng rãi. Đặc biệt cái nha, có mấy anh sáu muối ở đó để mà anh chia sẻ kinh nghiệm để mình học hỏi nữa đó. Không biết mày học hỏi được cái gì. Tao nghĩ lúc đó mày ngắm thôi chứ mày tập gì nổi nữa. Ồ, không dám đâu. Ủa Tám,
mày muốn tập cho có cơ á, sao không tập cái gì nặng nặng chút xíu mà tập cái ghế nhẹ hiệu? Ờ ha. Anh Bảy, cái gì? Anh ngồi lên đây đi. Đi. Chị. Thì cái này là sáng kiến của anh mà, ngồi lên đi. Ngồi lên. Được không đó? Được. Rồi, chị nha. Rồi bắt đầu nha, ngồi cẩn thận nha. Ừ. 1, 2, 3. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Tiếp. Hai bây làm cái gì vậy? Công chuyện nhà lăng đăng lê đê, không lo làm, ra đây quậy phá ba cái bàn ghế gì đây? Về tại anh Tám á Tiếp. Nó nói nó muốn tập cho có cơ tài, nó bắt nó léo lên ghế ngồi để cho nó tập á Tiếp. Khùng hả Tám? Nhà có hai đứa con à, không lúc nào hai bây để cho tao yên hết là sao? Dạ, con lỗi Tiếp. Hết biết thiệt chứ. Tại là do mình ăn tinh bột không mà nó không có xuống ký á. Ngon quá. Để bữa sau nói má. Đổi đi. Mua móng ăn đi. Lại là những loại thực phẩm giàu chất béo và chất đạm nữa. Ăn vậy cho mập. Không đổi món được hả trời. Ủa Tám. Dạ. Mày cũng còn giảm cân nữa hả? Dạ còn chứ. Ăn vậy thấy có giảm ký nào không? Chứ tao ăn là tao có thấy lên ký á. Anh lên được nhiêu lận? 10 gram. Lên có 10 gram mà cũng biết được, hay quá ha. Thì mình phải có lòng tin với nó mới lên, hiểu không? Cái khách này quen nè. Là dạ. Bữa thằng Long chị kia cũng bắt làm gì nè, để ăn cá, hửi ăn cái rồi ăn, mà toàn là ăn cơm với rau không mà đâu có lơ xuống được ký nào đâu. Thôi vậy ăn cơm rau đi, ăn thêm mấy bữa nữa biết đâu chừng nó mới giảm. Giảm cho mày 1 gram. Chán người. Thôi lạc quá, đi kiếm gì chấm ăn rồi. Mày làm gì vậy Tám? Thì em thấy cái cục giò heo để trên dĩa tự nhiên nó rớt, em lụm giùm anh hiểu không? Không hiểu mày. Đó giờ á. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Con bị sao vậy? Hả? Cái vụ gì vậy? Dạ. Nó ăn sòi rồi uống nước, kêu ăn có cử thôi.
mà nó quất trong nguyên ngày hôm nay luôn á tím á. Trời Phật thánh thần thiên địa, trời đất ơi, trời ơi, ăn xoài nguyên ngày rồi uống nước, cái bao tử nào mà chịu nổi. Rồi đi khám bệnh mà không sao tao không thấy mua thuốc uống gì cho vậy? Dạ bữa hổm á bác sĩ cũng có kê to cho con, nhưng mà con nghĩ cái bệnh này chỉ cần giảm cân là được rồi, chứ uống thuốc tốn tiền rồi tía. Giảm cái gì? Mày già đâu rồi? Giảm mày cũng từ từ giảm, chứ mày làm gì gấp như vậy? Trời ơi sao mà khờ dữ vậy con? Ai đời mà bác sĩ cho thuốc uống mà không uống mà đi ăn xoài là sao, tức quá đi à. Còn bà nữa, tôi kêu bà nấu ba cái đồ ăn mà ít béo đó, nấu cho nó ăn. Bà có nấu không? Trời ơi, tôi có nấu đủ hết trơn á. Tôi xay thịt nạc, nấu cháo nè, rồi tôi rim tôm, rồi tôi luộc rau. Cơm cháo có đủ hết trơn mà không chịu ăn, mà đi ăn xoài làm sao con? Tía đừng có la má nữa tía, tại vì con không muốn ăn chứ không phải má không nấu. Mất cái gì mà không ăn? Tao lên mạng tao coi rồi, người ta muốn giảm cân, người ta cũng có cái thức ăn để giảm cân đó, rồi ta cộng với tập thể dục thì từ từ nó sụt cân. Trời, tí sao hay quá vậy tí? Trời đất ơi, thời đại 4.0 rồi mày, tao cũng phải lướt iPhone rồi chứ. Mình tụi bay biết hả? Ngồi đó đi, má hâm cháo cho ăn nè. Dạ má. Tía, con xin lỗi tía nha tía. Bây giờ con bệnh hoạn như vậy nè, con mới thấy được á, những lời tía dạy là đúng hết á. Thôi, đừng có nhõng nhẽo, tao không quen cái đó. Tía, tía cho con ôm cái đi tía. Tao mệt tao bay quá. Tại đứng đây mình buồn, thấy hai tí con tình cảm ướt át quá. Đưa nó vô trong, sức dầu cho em kìa. Vô nè. Đau bụng, sức dầu anh Mỹ ơi. Thôi, ăn xòi với uống nước đi cho nó mau khỏe. Hai thằng con à, tối ngày đủ thứ chuyện trên đời. Yeah, giảm ký rồi. Ủa, gì vậy Tâm? Anh Bảy ơi, em giảm ký được rồi. Ủa dạ. Tía má ơi, cái gì? Con giảm ký rồi nè. Ủa, giảm được nhiêu? Dạ, giảm được 1 ký. Trời đất ơi, con ký mà nó làm gì mà nó mừng dữ vậy? Thôi kệ nó đi, giảm 1 ký mà sức khỏe nó vẫn bình thường, vậy là có dấu hiệu đáng mừng cho nó đó. Trời ơi, nó giảm 1 ký mà anh tưởng đâu nó giảm tới 10 ký. Dạ thôi, con ra ngoài con chạy tiếp đi nghe tía má. Ừ, vậy cũng tốt rồi. Hết biết thiệt chứ. Trời đất ơi, gì đây? Vợ ông chứ gì? Ông làm gì mà phụ nhìn ông ra hả? Đúng đó bà, bộ đồ bà đang mặc kìa. Tiệm đâu ra bộ đồ mà đẹp dữ vậy? Đẹp. Đẹp không? Đẹp ha? Đẹp, trời đẹp. Đồ đẹp lắm. Đồ đáng lẽ tôi đem đi viện bảo tàng lâu lắm rồi. Như cười lao, bận gì cũng thật là cười. Bởi vậy ông á, không hiểu gì về thẩm mỹ á. Tôi coi trên TV á, tôi thấy mấy người mẫu á hay bận đồ cái kiểu vậy nè. À, nên biết sao không? Tôi lôi mấy cái đồ cũ mà hồi còn trẻ của tôi ra, ra tôi phối mới được bộ đồ vậy nè. Trời đất ơi, đồ thời còn trẻ. Ừ, mấy chục năm rồi bà còn giữ lại luôn. Chứ làm sao, cũng nhờ vậy á nên tôi mới có cái bộ đồ đẹp như thế này nè. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp, đồ đẹp thiệt chứ. Đồ này đẹp gì bận ở nhà uổng lắm á, thiệt. Đi mua tôi ly cà phê đi. Nhưng mà đi nhớ bận cái bộ đồ này nghe. Bận cái bộ đồ này đi nè. Sao không đi? Tôi thấy bà bận đồ đẹp lâu lâu rồi cho bà con lối xóm người ta dòm chút xíu. Chứ tôi bận đi ruộng rồi. Đi ruộng rồi, đi mua đi. Ừ hả? Vậy tôi đi à? Đi. Đi mua phê chồng ha. Đồ đẹp. Đẹp thiệt. Trời ơi, cái gu thời trang nó la lùng.
Cô Hồng. Cô Hồng. Ủa, chị Tư hả? Dạ. Bán tôi liền phơi đá đem về cho ổng. Dạ. Ủa, sao hôm nay chị Tư mặc cái đồ gì mà nó lạ mà nó ngộ, nó kỳ gì trời trời. Giống như râu của ông này cắm vô cái cằm bà kia vậy. Làm tôi hú hồn luôn. Ủa, bộ tôi mặc bộ này kỳ hả? Không đẹp hả? Tôi thấy đẹp mà. Ông Tư ông nói tôi bận đẹp đó. Rồi tôi qua đây tôi mua cà phê cho ông á. Cũng được. Ừ, nghe tôi hỏi nè. Hả? Hồi nãy cô coi cái gì ẵng mà sao mà cô tập trung quá mà đến nỗi tôi vô tôi kêu 2-3 lần cái cô giật mình luôn vậy. À, thôi ngồi thôi. Tôi nói cho nghe nè. Nè. Coi nè. Đang coi nè. Đang coi mấy cái triển lãm đồ cổ rồi chị. Đã chưa? Không hiểu sao á, mấy cái đồ linh tinh như vậy cũng xì à, mà người ta đem bán đấu giá hàng trăm triệu mà có khi á hàng tỷ luôn đó chị. Trời, thiệt không cô? Ờ. Ui, cái gì ghê vậy? Đây nè, chị coi nè. Đâu? Đây nè, em mở chị coi nè. Đây nè, chị thấy bức tranh không? Trời ơi, nó xấu quá, nó củ mè mà nó rách te tua vậy nè. Đó, rồi còn cái này là cái bình cắm hoa gì đó mà giống như móc với dưới sình lên nó dơ vậy mà cũng 20 triệu. Thấy ghê sợ. Quá trời của đó, tôi không hiểu sao nữa đó. Mà không biết bảo tàng đồ cổ đâu mà người ta triển lãm quá trời hả cô ha? Theo như kiến thức của em biết á, là bảo tàng á, họ phát hiện tìm kiếm á, là một phần. Còn một phần á, là do người dân người ta đem đến những cái đồ dư cũ ở nhà đem đến để kiểm chứng. Nếu đúng là đồ cổ á, thì sẽ đem đến đấu giá. Rồi mình được số tiền nữa. À, vậy là người ta bán cái món đồ cổ của mình á, cái ta chia tiền cho mình. Ừ, chắc vậy á. Tự nhiên cái công bắt lục bá này ra rình. Làm thì làm đi. Càm ràm. Mà má tính kiếm gì? Kiếm cái ấm. Thiệt tình luôn á. Đồ gì mình không dùng tới thì mình đem mình dục mình bỏ đi. Phải để hết, phải cất hết ở đây. Khi nào cần á, mình lấy ra xài tiếp. Để khỏi tốn tiền mua cái mới. Thôi tìm tiếp đi. Trời ơi má, dĩa nè, dĩa cổ chờ đất nè, thấy không? Không phải cái này. Trời ơi, tưởng nội đúng ý má lắm rồi chứ. Má làm gì vậy? Đâu ra không? Đồ của ông bà ngoại bị để lại đó. Của bà ngoại? Ừ. Trời, dữ vậy? Ừ. Không chừng đây là đồ cổ đó nha. Cổ hả? Má nhảy. Làm gì tôi gọi điện thoại cháy máy không nghe? Điện thoại có reo đâu mà nghe. Trời, tôi nghe điện thoại reo gì mà là không nghe. Rồi gì đây? Gì mà tự nhiên lôi ba cái đồ trong kho ra để tùm lum la hả? Thì má đó, má đòi đem mấy cái đồ cũ này nè đi lên bảo tàng. Xong rồi nhờ bảo tàng gửi lên thẩm định đồ cổ. Rồi xong rồi đem đi triển lãm nữa thế. Trời đất ơi, hai má con mà tính giận mặt hả? Ba cái đồ dệt dây này mà đem đi thẩm định đồ cổ, nó còn triển lãm nữa chứ. Bộ tính làm cho nhục mặt cái nhà này hả? Nè nè, tôi nói cho ông biết nghe. Nếu cái này á mà được công nhận là đồ cổ á thì tôi sẽ được một số tiền lớn đó nha. Nằm mơ hả? Nằm mơ giữa ban ngày hả? Thôi nằm mơ đi. Nằm mơ dẹp cho gọn giùm cái coi. Để cái gì mà tùm lum tà la.
Công nhận. Nhìn thấy cưng quá. Chiều nay phải đem lên bưu điện gửi liền, càng sớm càng tốt. Thôi cái chuyện gửi đi, chừng nào gửi ấy, tính sao đi. Bởi vì cà phê tôi đâu. Tôi quên mua rồi. Giờ ông muốn uống nữa không? Tôi đi mua liền cho. Thôi khỏi, tới giờ đi nhậu luôn rồi. Tính Tư. Dạ. Ủa Tèo, Thím đi xe ôm không, lên con chở cho, ủng hộ con cuốc xe. Thôi đi, đồ đạc lùm tùm gì chở sao cho hết, với lại cũng gần tới nhà Thím rồi. Ủa mà mấy cái này là cái gì mà sao Thím lùm đùm lề đề kéo nặng dữ vậy? Ừ, Thím mới qua nhà của chú Hai xin được mớ đồ cũ nè, mừng ghê luôn á. Ủa sao tự nhiên Thím xin đồ cũ gì vậy? Thím đang thu thập ba cái đồ cũ nè, biết đâu thế cũ cũ gì chứ nó là đồ cổ đó. Ủa rồi một đống gì rồi Thím biết cái nào là cũ cái nào là cổ mà đem đi kiểm định gì? Thì bởi là như vậy Thím mới gom hết vậy nè, thì cái mình gửi từ từ lên bảo tàng á để cho người kiểm định. 11 mà biết tao sẽ làm đại gia đồ cổ đó các mày. Vậy hả? Ừ. Kiểu này ngon rồi nghe. Ừ. Nè. Dạ. Mà nhà đây có đồ cũ nhớ cho Thím nha, đừng bỏ nha. Trời ơi, nhà con một đống luôn, để chừng nữa con đem qua cho Thím. Trời ơi, vậy chiều Thím qua Thím gom nha. Thôi khỏi, để chiều chiều con về nhà con chở một đống qua tới nhà Thím luôn, còn ghi ship miễn phí cho Thím luôn. Chàng ơi, vậy hả? Dạ. Rồi, cảm ơn con trước nha. Dạ dạ dạ. Trời ơi, cái thằng gì mà nó tốt. Chiều chiều con chở qua cho nghe. Ừ. Dạ dạ. Trời ơi, mừng ghê á. Cảm ơn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tại nhà tôi bữa nay gì đâu mà ai chặn cửa, bế môn bế cửa gì sao vô? Ủa, phải chi rồi mình có 72 phép thần thông, phóng một cái là cái dèo là vô trong nhà luôn, khỏe rồi. À, có tay thi làm được mà, sao mình làm được? Cái gì cũng phải thử. Thử, thử nha. Để xíu nè, nhiều chặn quá vậy. Nhiều chặn quá. Chặn đầu tiên nè. Hay dở là đầu tiên nè. Một, hai, ba. Trời ơi, ai không trời cho tôi. Qua đường một chặn rồi. Qua đường một chặn rồi. Chặn này ơi, không sao, chặn này bước qua đi. À, rồi, chặn cuối cùng. Chặn này chặn quyết định nè. Không nha. Một, hai, ba. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nãy không có màu, giờ màu nhiều dữ vậy. Trời đất ơi. Nhi Tía. Con gái. Còn hay tí hay không? Trời đất ơi. Sao? Đưa con coi coi. Không sao. Tôi chết rồi. Trời đất ơi là trời á. Cái này là chuyện nhỏ, tía không có thấy đau, con biết không? Thôi, đi vô đây, con đuổi vết thương cho. Ừ. Trời ơi, trời thiệt cái chết. Chuyện nhỏ mà. Mình mẩy vậy đó. Ừ, chuyện nhỏ. Ngành nhẹ nha, tí nó không đau chứ mà nó cũng đã đau. Dạ, sao nãy tí nó không đau? Hồi nãy nó không có đau mà bây giờ mày chọt nó mới đau. Thiệt cái tình á, nhậu nhẹt chi không biết nữa. Thiệt cái tình. Trời ơi. Cái gì mà, cái gì máu me tùm lum vậy? Cái ghê vậy? Tại bà hết. Cũng tại mấy cái đống đồ của bà cho nên tôi mới như vậy nè. Bà tính là mua xác thân phu phải không? À, thì ra tía con ông á đổ thừa tại mấy cái bao đồ của tôi mà té cái gì? Cái gì? Tôi á sẽ gửi đống đồ đó lên bảo tàng để cho người ta kiểm định. Ừ. Rồi thời gian sẽ thấy cái sự lợi hại của mấy cái đống đồ của tôi. Tôi chóng mắt là tôi coi cái sự lợi hại của bà như thế nào. Chờ đó đi hang. Ai gửi gì cho bà mà đọc mà cười tủm tỉm, bộ vui vẻ quá vậy? Ở bên bảo tàng á, hồi âm cho tôi.
Kêu bà lên lấy ấm về cha gì hả? Túm lại á, nội dung là người đại diện bên bảo tàng mời tôi lên ký nhận là chủ sở hữu của cái món đồ mà tôi gửi đi đó. Và nếu đồng ý sẽ để lại bảo tàng làm triển lãm. Hết. Thì hơi giỡn vậy. Nè, tôi giấy trắng mực đen nè. Tôi nghe ai kia từng nói là để chống con mắt lên mà chờ kết quả cái vụ mà đồ cổ của tôi. Giờ kết quả có rồi nè. Sao đây? Có còn khi dễ cái đồ cổ của tôi nữa không? Có còn chê cái đống đồ cũ của tôi nữa không? Ủa? Mà sao tôi nghe người ta nói là sẽ nhận được số tiền lớn mà. Không lẽ nó thấy tôi nhà quê rồi không biết rồi cái người ta giấu nhẹm ta. Cái chuyện đó tính sao đi. Quan trọng là cái ấm cũ của bà mà cũng xem vào đồ cổ kìa. Nói cũng đúng. Miếng là đồ cổ được. Để má mới về. Nói vậy con. Tế má. Yeah, yeah. Ủa hai người làm gì mà vui dữ vậy? Trời đất ơi. Má. Má đừng nói với con là cái ấm hôm bữa mà con định quăng đi rồi má chụp lại được là đồ cổ nha. Chứ làm sao? Trời ơi, công nhận má con giỏi thiệt á. Đúng thế. Ừ, đúng. Bà này có bị sao không ta? Đi chợ cái gì mà lâu dữ thần hôn vậy? Chắc má đi mua hết cái chợ luôn á tí ơi. Cái kiểu này ra ngoài chợ chắc là khoe hết cả nguyên cái chợ đó. Rồi quên giờ về luôn rồi. Hết nôi nổi. Mất dịch tính năm cha ta. Xin lỗi chú Tư, tại lo nói chuyện với thím Tư không có để ý. Thím cảm ơn nha Tèo. Dạ dạ, đâu có gì đâu. Nè, ngày mai á, nhớ ghé ăn cơm sớm nha. Ăn cơm hả? Ừ. Vậy mời con qua thiệt sớm luôn. Ừ. Chú Tư, thím Tư con về. Ừ. Mời con qua nghe. Nó nghe nhớ ăn. Nhớ qua nha con. Qua. Nghe ăn cái mắt sáng rỡ. Má mới đi chợ về. Rồi. Ủa? Bà tính đãi tiệc ăn mừng thiệt luôn hả? Thì phải làm liền chứ ông. Chuyện vui mà. Nghe coi được cái ấm nè, cái ấm cổ của má mình để lại nè. Coi được gần chục ngàn mấy cái dĩa. Bây giờ mình mới đi thu thập coi nếu mà có bình sứ sành lọ gì đó. Thím Tư. Ủa, Tèo, con đi đâu đây? Đi qua nhà thím nè, cho thím cái bình. Này bữa hổm má con bả vô nhà, cái bả thấy bình cũ bả tính đem giục. Cái nhớ chực thím Tư đang gom đồ cũ á, cái dành dưới má con chứ bộ. Dành dưới má con để lấy cái bình đem qua cho thím á. Trời ơi, cảm ơn con nhiều nha Tèo. Dạ dạ. Trời ơi cái bình, trời ơi nó đẹp, nó sắc sảo. Tao nói từ cái hoa văn cho tới cái sành sứ đó con coi. Trời ơi cái này còn chắc 800 năm về trước rồi đó con. Trời ơi cảm ơn nhiều nghe. Thím khoái quá, để cho bảo tàng cho nó kiểm định tiếp. Dạ, trời dạ. Ơi cảm ơn nhiều nghe. Dạ dạ, thím gửi cho người ta kiểm tra đi. Cái này bình cổ chắc rồi. Cảm ơn nha. Dạ không có trời gì ơi. Đã thiệt. Không nhận cái bình này không chừng là đồ cổ. Thôi kệ, thà là mình lấy lầm hơn là bỏ sót. Nữa hả? Tha đâu đồ quỷ về nữa vậy? Ông mà biết cái gì? Không chừng á, đây là đồ cổ nữa đó. Đồ cổ đâu mà ra nhiều cái gì? Ba bao rồi. Bà tha về ba bao rồi đó. Ông mặc kệ tôi đi. Nè, không những là ba bao nha. Cho dù ba chục bao á, tôi cũng gom hết nữa.
Tôi không hiểu bà luôn, riết bà nhìn chỗ nào bà cũng thấy đồ cổ trơn. Nè nè, tôi cũng đồ cổ nè, sao không thấy quý giùm tôi cái nè, đồ cổ nè. Kiện với ông mệt quá. Thôi, để vô tôi cất cái bình này trước đã. Có khi nào bà bị điên đồ cổ không ta? Hả? Ai nói với mày là bà Tư ếch? Bà có cái ấm cổ rồi gửi lên gì bảo tàng mà được công nhận đồ cổ vậy? Thì thím Tư nói cho ai? Không thể nào tin được. Nhà bà từ trước tới giờ làm gì có cái gì mà đồ cổ mà có giá trị. Có đồ cũ, đồ phế thải, đồ dây chai thì có. Có. Có môn là bả đồ cổ thì có đó. Nói thiệt nha, ở xẻo lá này có ai mà tin? Đúng rồi, ai mà tin nổi. Chính chú Tư ông nói bà cái đồ để làm gì, nhiều là ông còn đòi đi quăng nữa. Công nhận á nha, cái chữ cổ với cũ nó khác có cái âm mà. Mà cái giá trị nó khác xa quá chừng luôn. Đồ cũ á là cái đồ phế thải, cái đồ bỏ đi, cái đồ ve chai ha. Mà còn cái đồ cổ á thì lại được đưa vô viện bảo tàng trưng bày lên, rồi mọi người trầm trồ khen ngợi. Công nhận á nha, bà thím Tư này bả có mắt nhìn ghê luôn á. Ủa, nhái. Con gái của vua đồ cổ tới. Dạ, em chào cô Hồng. Em chào anh Ba Lít. Đâu con, uống cà phê hả? Dạ không có, má con dặn kêu con qua đây mời cô Hồng ngày mai qua nhà con ăn tiệc. Vậy hả? Dạ. Có mời anh không? Dạ má em không có dặn nhưng mà ngày mai anh qua chơi cho vui. quá liền. Dạ. Thôi cô Hồng với anh Ba Lít con đi về lấy giỏ đi chợ mua thêm ít đồ cho má con. Thẳng tiện mời mấy bà con trong xóm mình qua chơi luôn. Dạ. Con về. Yên tâm đi, anh qua liền à. Mời lại qua, anh rảnh lắm. Thôi để nó đi đi mày. Ê quên. Gì? Quên hỏi thử đám gì. Sao nãy mà hỏi nó? Ờ ha. Thôi không sao đâu, điện lát tao điện thoại tao hỏi cũng được. Ờ, nhớ nhớ điện nha. Đồ cũ chưa chắc gì là đồ cổ. Nhưng mà đồ cổ chắc chắn là đồ cũ. Ai ta? Dạ. Đời. Con nghe nè má. Có chuyện gì hả má? Dạ con về. Ủa chuyện gì vậy ta? Thôi, bình tĩnh đi. Thấy trong người làm sao rồi? Ủa, có chuyện gì tự nhiên kêu con về gấp vậy? Trời đất ơi, má sao vậy má? Bà bị lên huyết áp, tự nhiên cái té xỉu cái đùng. Rồi nằm nãy giờ rồi có bộ khỏe rồi đó, chứ không sao đâu. Trời đất ơi. Nhại. Dạ. Con có mời ai chưa? Dạ có rồi má. Hồi nãy con qua quán của Hồng, con mời của Hồng. Con chuẩn bị qua mấy nhà kia mời thì má kêu về gấp nè. Ủa, hồi nãy con thấy má khỏe trơn à, tự nhiên giờ nằm đóng vậy. Đừng có mời ai nữa nghe con. Ủa sao lạ vậy? Má mua đồ ăn quá trời rồi mà. Ủa, rút cuộc là sao? Hồi nãy giờ bà miếu máu hoài hỏi chịu nói, rồi kêu nhỏ mời, rồi giờ biểu nhỏ không mời, là ý sao? Đúng rồi á. Tự nhiên đi mời người ta đã rồi giờ hồi. Kỳ lắm. Nhưng mà cái ấm đó không phải là đồ cổ. Cái gì kỳ vậy? Phải là phải, còn không phải là không phải. Mà nói gì tôi không hiểu gì đó. Người ta nói á là báo nhầm. Chủ sở hữu thiệt của cái đồ cổ đó, đó trùng tên với tôi. Nhưng mà không phải ở xóm xẻo lá này. Cho nên người ta gọi điện xin lỗi tôi. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Cho người ta hy vọng rồi cứ để người ta thất vọng. Nhân viên này mà báo nhầm này á, đề nghị đuổi việc. Rồi còn cái ấm thì sao má? Thì người ta gọi
kêu lên lấy cái ấm gì à. Rồi còn tiền thưởng sao má? Tiền thưởng gì mà tiền thưởng? Nếu mà đúng cái đó là đồ cổ thiệt á thì cũng phải hiến tặng cho bảo tàng à, chứ còn không được bán. Thiệt cái tình đó chứ. Mà tính ra cũng may thiệt. Hồi nãy con đi mời người ta con chưa có nói lý do, chứ nói là tiêu rồi. Má, thôi giờ vậy, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, còn đồ ăn thì còn cái đống kìa. Thôi giờ lỡ rồi, mai mời bà con chòm xóm tới ăn cho vui chứ, để đồ ăn biết làm sao. Đó, từ nay nha, bà đừng có bao giờ nói chuyện đồ cổ với tôi nữa nghe chưa, nghe không? Rồi ngày mai đó, làm ơn nha, dẹp giùm tôi mấy cái bao mà hôm nay mà bà tha gì đó, dẹp nha. Nó rồi, dán nè, chuột làm ẩu ngoài hết tùm lum rồi, giờ người không chỗ ở luôn. Bà đang đóng góp cái mà gọi là làm ô nhiễm môi trường. Làm ơn, dẹp đi cái đồ cổ nha, nha, nha. Đồ cổ ơi là đồ cổ.